raise the fuck up. Hello, chào mừng em trở lại với Starboy VN Tóc Chiến. Và như anh em thấy đấy, thì đây là trận cuối của mình, đỡ mình lên coi như cái rank coi như lục bảo. Từ bạch kim lên lục bảo chúng ta cần phải thắng 3 trận chuỗi. Và mình thắng 2 trận rồi với Dreamdammer. Và trận này sẽ tiếp tục là Dreamdammer nếu mình có thể chọn. Rồi. Ngon, S1 luôn. Bích lock luôn. S1 là bích lock luôn cho nó nhanh. Thì stream thì mình vẫn đem cái bảng tam hợp thôi, mình thích lên tam hợp. Anh em có thể xem cái tham khảo cái bảng của mình. Còn nếu mà muốn mạnh thì anh em nên lên theo mặc định. Còn nếu muốn chơi kiểu phá cách thì có thể lên kiểu tam hợp như mình. Mình thích tam hợp vì mình có thể tăng tốc độ chạy khi mà đánh thường này, xong rồi còn tăng sát thương khi mà dùng chiêu, mình dùng bóp cổ, mình dùng skill lướt, dùng quay các kiểu là tăng tốc, tăng cái sát thương đầu đánh tiếp theo ấy, đẩy trụ các kiểu cũng nhanh. Wow, trận này mình sẽ gặp Master Yi rank coi như là không biết là rank gì nhưng mà thông thạo 7 giống mình. Mình cũng vừa lên thông thạo 7 đây thôi và Blitz cũng thông thạo 7 luôn, khá là kén nha. Akali thông thạo 6, wow, Akali mới ra thông thạo 6 rồi. AC bên kia thông thạo 6 luôn. Kén này, nhiều anh em hỏi là cái thông thạo làm sao để bật thì nó chỉ... Nếu mà anh em cày đủ cái điểm thông thạo thì nó sẽ hiện ở cái màn hình tại tướng này thôi. Chứ nó không có bật ở trong game anh em nha. Không có cái tính năng nào bật ở trong game lúc chơi cả. Hiện tại là chưa cập nhật. Ok. Dạ. Vẫn là phải lên cái món tóc đánh đầu tiên. Đánh nhanh. Thì mình sẽ khởi động với Red xong rồi Blue cái kiểu. Cái mắt này xem. Ồ. Oh. Khá là ghét cái con Blitz nha, đậu xanh đó. Nếu mà nó phá nó chuyên đi kéo cái con bùa ấy. Anh em cẩn thận bé Blitz. Chưa gì phít một mạng rồi. Cái này có mát rồi. Không có mát thì mình có thử qua kia cướp Blue xong mình vờ. Này ăn nhà mình nó lộ. Ôi không hai rồi, chưa gì không hai rồi. Này là hỏng hết. Đấy. Mỗi con AC. Ngon, tự dưng Akali được hai mạng rồi. Ấm làm rồi đó. Chăm chỉ thôi, farm thôi. Game này cần đồ nè. Cái đồ mới dỡ gánh được. Farm thôi. Anh em cứ bơ ca đi. Trong này chắc ra ăn rồng. Rồng anh em ơi. Ăn rồng thôi. Cái định mà. Mẹ. Mấy tầm này chắc Master Yi nó ra rồi đó. What the f- Mẹ dương con Master Yi xuống trừng phạt mắt rồng á. Mình bị kéo các kiểu nó trốn không trừng phạt được. Đậu xanh. Trời, phải chi lúc nãy ăn con rồng sớm là ngon rồi. Thằng Yi nó gãy mà không ăn nhanh. Rượt đi đánh nhau cơ. Hay. Úi dồi ôi, thôi, trận này là được gánh rồi. Hán vương rồi, chim hán vương rồi. Được gánh rồi.
Ugly xanh quá. Vô nào anh em. Hay. Mình mới có trừng phạt hơn Akali. Thằng gì nó trừng phạt hụt. Chưa luôn. Chả liếm được tí gì cả. Nhiều nàng quá. Lần cái tam hợp mà. Lại bơ ca rồi. Mình phải mua Akali anh em ơi. Quả này là phải mua Akali. Ngày mai như có cày được rồi. Ngày mai là cày được cái cục kia, chắc là đội Akali đó. Và KDA. Thành ngàn rồi, từ từ. Rút rồi đi, Chơi nào. Bương trụ luôn. Hơi phí. Mấy cái trụ rồi. Này mày lên nó cướp nữa thôi đó. Rồi rồi, di xuống rồi đó. Tốc độ, ăn con rồng tốc độ mấy anh hai ơi. Ủa? Mi lại là di cướp rồng. Đậu lên. Mắc hết. Quả con gì nó dở canh không mà đúng không em? Con gì nó quy xong rồi nó trừng phạt dở hơn mà. Stream có gì gây down đâu. Không phải lợi của mình mà là lợi tướng anh em ạ. Gì nó có lợi không? Mue. Ồ, chơi. Ồ. Mình hết từ chối rồi. Không bương được. Chim này phải có từ chối đàn bà mới vươn được. Ui rồi, ôi, unstoppable. Làm gì kia? Mình cứ đẩy trụ thôi. Không quánh nhau thì đẩy trụ. Chết nữa thì liếm được. Phải có cái tác dụng gì đó chứ anh em đúng không? Quánh nhau không được thì đẩy trụ. Mẹ gặp con quay bù. Anh em thấy cái tác dụng của mình phải đó không? Một mình lùa cả team nó để cho con Akali đẩy trụ. Mẹ bét tác dụng. Chắc là sơ Baron rồi. Mấy gặp toàn gặp con gì không rồi vây bu rồi sao rồi rượt nó được. Nhào lộn rồi còn hấp tức hát các kiểu. Phá nó anh em ơi. Rồi xong ăn Baron luôn. Đã đến lúc chơi cuộc chơi rồi. Mình viết được mấy mạng người ta. Thì nó cùng mỗi một đứa. Còn mỗi một đứa có Baron. Yep. Phải cho nó hết bùa. Không được cái bùa Baron. Nó phải như thế anh em ạ. Nó phải như thế. Lấy lại cái bùa liền. Đậu xanh. Liều coi như là liều mạng lấy lại cái bùa rồi. Giờ team nó là không còn ai có Baron nữa. Thế là cái pha ăn Baron lúc nãy nó là vô dụng rồi đó. Rồi. Tiếp nào.
Nhọn. Akali ăn mạng. Rồi, kết thúc trận đấu anh em ơi. Thích thì chơi luôn à. Thích thì chơi luôn à. Gõ xưng cái đầu nè. Nhấn nằm dày nhanh dữ ta. Thôi xong rồi, Yasuo không chết Nari luôn. Rồi. Ờ, đi đâu vậy? Đi lạc. Nhiệt đã đến lúc cho nó thấy sức mạnh của chim rồi. Quên bật từ chối khi nào ta? Mình hết từ chối khi nào ta? Như nãy mình ấn nút lướt mà ấn nhầm nút từ chối hay sao ấy. Đã đến lúc phải càng quét rồi. Ui. Khó à. Mấy trận này toàn anh em bơ ca không? 38 với 30. Mấy một trận 17 phút mà coi như là 68 mạng rồi. Trận bơ ca cực mạnh. Chút xíu. Okay. Double kill rồi. Kết thúc trận đấu. Bương luôn. Bương hơi sâu. Mấy cái con quay bu khó chịu thì con quay bu khó giết nó quá. Nó lướt các kiểu, tàng hình các kiểu. Hơi khó là giết được quay bu. Được không đấy? Ok luôn. Kết thúc trận đấu nào. Mình trả bu Baron. Ui. Rồi xong bàn thị Yasuo. Trời ơi. Sức mạnh của chim đam mê. Rồi. Akali vác. Akali quá ghê. Mấy phải mua Akali luyện Akali mới được. Akali ghê quá. Ra chết xem như ra. Biến hình nào. Biến hình. Ui xồi ôi. Xịn liền. Xịn xò liền. Ủa lên cái ranh này nó thơm một nắp hay sao. Cho mấy anh em một like. Đúng thiệt Akali MVP là quá chuẩn rồi. 4633. Trời, một trận 79 mạng anh em ạ. 79 mạng trong coi như là 20 phút. Bơ ca cực mạnh luôn. Ok, cảm ơn anh em theo dõi clip. Và nếu anh em thích video mình, đừng quên cái xuống like và đăng ký kênh, cũng như là bật chuông nha, để không bỏ lỡ cái clip nào mới nhất của mình. Này.